Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bàng. Trong vòng chưa đầy 2 năm điều hành công ty chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, Nguyễn Minh Thành và các đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ông chủ mua hẳn con siêu xe Mercedes AMG G63 trị giá khoảng 12 tỷ đồng, còn vợ thì cưỡi Porsche Panamera có giá không dưới 5 tỷ đồng. Để biết thông tin chi tiết về tay chơi này, xin mời quý vị đón xem. Nguyễn Minh Thành, ông trùm cờ bạc ngàn tỷ và thú chơi siêu xe. Sinh năm 1989, thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chưa học hết đại học, cũng không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Nhưng Nguyễn Minh Thành tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội. Doanh nhân tuổi trẻ tài cao. Nếu chỉ quen biết sơ sơ, có lẽ ai cũng phải ngưỡng mộ Nguyễn Minh Thành, một thanh niên tuổi trẻ tài cao, dạng con nhà người ta như nhiều vị phụ huynh thường đắc nòm. Chỉ mới ngoài 30 tuổi, Thành đã kịp start up thành công một công ty về công nghệ với doanh thu khủng. Thường xuyên mặc áo phông, quần ngố, sau mỗi lần Thành đi ra ngoài là khối người phải trầm trồ lác mắt trước những chiếc xế hộp hạng sang mà anh ta cưỡi. Ngoài ra, Thành còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Vợ của Thành, hot girl Vũ Thị Thùy Đê, sinh năm 1999, quê Hải Dương, thường trú tại Hà Nội, cũng từng khiến bao cô gái ghen tị. Tháng 4 năm 2021, cư dân mạng đều mắt tròn mắt dẹt trước màn tặng quà cưới thuộc loại đỉnh của Thành với người vợ sắp cưới. Thành đã đặt mua một chiếc xe Porsche Panamera mới nhất, ra biển số đẹp rồi trở đến sân nhà để tặng cho vị hôn thê. Hình ảnh cặp đôi hạnh phúc bên chiếc xế hộp mới cóng cùng dàn bóng bay lung linh được chia sẻ rầm rộ trên mạng khiến nhiều cô gái trẻ suýt xoa vì sự may mắn của nữ chính. Về phần Thành, anh ta sở hữu bộ sưu tập đến 4 chiếc xe ô tô đều thuộc hàng siêu xe siêu sang như Mercedes AMG G63, Range Rover Hybrid đều có giá khoảng 12 tỷ đồng, một chiếc Mercedes dòng SUV trị giá nhiều tỷ đồng. Song đến những ngày cuối tháng 8 năm 2021, gia đình, người thân và bạn bè của doanh nhân này mới ngã ngửa khi biết rằng Thành lại là một kẻ cầm đầu một đường dây tổ chức đánh bạc thuộc dạng khủng. Đại tá Phạm Thành Long, trưởng công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc được khởi đầu từ tháng 7 năm 2021. Thời điểm đó, các trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng Internet đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game và đổi thưởng. Điều tra xác minh, cơ quan công an thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ thể hiện mỗi ngày có hàng vạn con bạc khát nước truy cập vào app ứng dụng để đánh bạc, số tiền luân chuyển lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, công an quận Nam Từ Liêm còn có thêm nhiều chứng cứ giá trị. Cơ quan công an còn mời thêm một số chuyên gia về công nghệ thông tin tham gia phá án. Rạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 2021, tổ công tác đội cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính hai nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành sinh năm 1999 và Hoàng Văn Trọng sinh năm 2004 cùng trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Đây chính là hai đối tượng chân rết làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây. Từ việc xác định được hành vi của hai nam thanh niên này, ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ ông trùm Nguyễn Minh Thành cùng các đồng phạm và hàng chục con bạc khác nước. Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 16 xe ô tô các loại, đa phần là xe đắt tiền, một xe máy, hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt và 20.000 đô la Mỹ, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng, 23 CPU máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop, hơn 2 vạn thẻ SIM các loại, 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM. Đặc biệt, cơ quan công an còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng. Tiền không nhớ hết. Trung tá Đặng Mạnh Cường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ, hầu hết các đối tượng trong vụ án đều có trình độ về tin học, số tài sản bất chính thu được chúng đều nhờ người khác đứng tên. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Minh Thành, anh ta từng thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin của một trường đại học, song chỉ mới học được một kỳ, Thành bỏ ngang để theo nghiệp kinh doanh. Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng các hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Thành lên mạng mua một mã nguồn game, sau đó thuê thêm 5 đối tượng tham gia tổ chức, điều hành và phân công nhiệm vụ rất cụ thể để tổ chức đường dây khép kín. Bản thân Thành mỗi ngày chỉ lướt điện thoại để chỉ đạo. Hai đối tượng Vũ Tiến Duy sinh năm 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh sinh năm 1993, trú tại phường Hàn Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Thành thuê cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài
và lấy tên là Sóc VIP. Thanh rủ thêm Trần Đức Cường, sinh năm 1997, trú tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, và Phạm Trung Thành, sinh năm 1997, trú phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Còn Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đạt, Nghệ An, được đối tượng thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài Sóc VIP vào hoạt động. Sau đó đổi tên game bài Sóc VIP thành Sum VIP và mở thêm một game bài mới đặt tên là Vua Club, hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành. App chơi game này có những trò rất dễ chơi và mới lạ như bầu cua, tài xỉu, poker, Angry Birds v.v. nên đã thu hút rất nhiều con bạc. Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua Sum của Sum VIP và mua Vua của Vua Club. Sum Vua là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử, Viettel Pay, Momo. Sau đó con bạc sẽ vào sới để chơi với nhau. Khi thắng, con bạc sẽ liên hệ với các đại lý để đổi điểm ra tiền mặt. Thành cũng khai nhận chỉ cắt phần trăm rất nhỏ khi con bạc nạp tiền vào game để chơi. Song do số lượng con bạc đông nên đối tượng thu được số tiền rất lớn. Không nhớ nổi đã thu được bao nhiêu tiền, Thành khai. Dòng tiền trên, Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng hai cách, qua thẻ SIM điện thoại và các ví điện tử. Sau đó, đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào SIM điện thoại, rồi bán cho khách thu tiền mặt. Đối tượng Đỗ Đức Anh, sinh năm 1998, thường trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là người cung cấp SIM không đồng để nhóm đối tượng nạp tiền bán lại cho người chơi. Khi có SIM, Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1995, thường trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành, đã lên mạng tìm mua một phần mềm Tool có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ mã nguồn thẻ do Thành cung cấp vào các SIM không đồng. Thành đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các SIM không đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tổng hạn mức thẻ được nạp vào từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng một ngày. Sau đó, Trường chuyển những SIM đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận SIM giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi phần trăm giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô SIM theo giá đã thỏa thuận. Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng, sau đó giao cho Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1989, thường trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, và Dương Hoàng Vũ, sinh năm 1992, thường trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đi rút tiền mặt tại các cây ATM. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Cũng theo lời khai của Thành, tại cơ quan điều tra, thời gian đầu đường dây này chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm 3 tháng giãn cách xã hội, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Trong hệ thống của Nguyễn Minh Thành, nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ SIM để bán cho khách với thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Đối tượng viết phần mềm cho Thành như Duy và Nhật Anh có thể lên đến 300 triệu đồng mỗi tháng. Còn tiền vào tài khoản của ông trùm Nguyễn Minh Thành thì không ai thống kê được, kể cả chính anh ta. Thậm chí những đối tượng trong đường dây được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM, có rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì Thành cũng không biết, vì số tiền quá lớn trong tài khoản, tiền vào như nước sông Đà. Thành và các đồng phạm đua nhau đi mua xế hộp đắt tiền, mua bất động sản cao cấp rồi cho người nhà đứng tên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đưa vào sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nhóm bị can bị khởi tố tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc bao gồm Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành. Đỗ Đức Anh là bị can duy nhất bị khởi tố và tạm giam về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với nhóm này, tiếp tục điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn. Trả giá. Chiều ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyên án đối với 53 bị cáo liên quan đến đường dây cờ bạc trực tuyến Sum VIP và Vua Club. Bản án được tuyên sau hơn một ngày xét xử. 11 bị cáo bị tuyên phạm tội tổ chức đánh bạc,
bị cáo Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, trú tại Hà Nội, bị tuyên án cao nhất 5 năm tù. 10 đàn em của Thành bị tuyên thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 3 năm 6 tháng tù, trong đó có 8 người có mức án tù bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa. 42 bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội đánh bạc, được hưởng án treo hoặc án tù tùy vào số tiền bỏ ra để đánh bạc. Theo cáo buộc, năm 2019 bị cáo Thành mua một mã nguồn rồi cùng đồng phạm viết code lập trình phần mềm game bài lấy tên Sóc VIP. Tháng 1 năm 2020, game bắt đầu hoạt động. Một thời gian sau, Thành đổi tên từ Sóc VIP sang Sum VIP, đồng thời mở thêm một game bài khác là Vua Club. Người chơi muốn tham gia cờ bạc cần nạp tiền mua sóc, sau này là Sum và Vua. Tỷ lệ quy đổi là 100.000 đồng, mua được 100.000 sóc. Nếu rút tiền thì 100.000 sóc đổi được 83.000 đồng. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021, tổng số tiền mà người chơi đã nạp vào game bài lên đến gần 1.200 tỷ đồng. Bị cáo Thành chỉ đạo xây dựng hệ thống tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược và thu phí thêm 1% nếu người chơi thắng. Qua đó, nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc được hưởng lợi hơn 167 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội. Trong số các bị cáo, Thành là người có hiểu biết về công nghệ, đã thông qua các đàn em tổ chức lập game đánh bạc trực tuyến, hưởng lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn. Bị cáo được xác định là người cầm đầu nên phải chịu mức án cao nhất. Trả lại nhà, xe cho người thân của ông Trùm. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng tạm giữ các tài sản liên quan đến bị cáo Nguyễn Minh Thành, gồm một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Range Rover, một chiếc Porsche Panamera, một chiếc Mercedes G63, 300.000 đô la Mỹ, 116 lượng vàng và 38,5 tỷ đồng, hai căn hộ chung cư tại quận Đống Đa và quận Ba Đình, Hà Nội, cùng hàng chục tỷ đồng bị phong tỏa tại nhiều tài khoản ngân hàng. Tại bản án vừa được tuyên, ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc các bị cáo nhóm tổ chức đánh bạc có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, trong đó bị cáo Nguyễn Minh Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu sum công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 đô la Mỹ và tiền trong tài khoản. Ngoài chiếc ô tô Mercedes G63 bị tịch thu sum công quỹ, 4 chiếc còn lại gồm Mercedes-Benz, Range Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và hai căn hộ đều được tòa tuyên trả lại cho gia đình Thành. Trên đây là hồ sơ Nguyễn Minh Thành, ông trùm cờ bạc ngàn tỷ và thú chơi siêu xe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OB Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.